cân nặng của mít tố nữ hương vị sầu riêng như thế nào, thì ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái cân nặng của từng trái cũng giống như là cái năng suất của cây mít tố nữ hương vị sầu riêng nha. Cái cây trước màn hình quý bà con chúng ta đây là cái cây giống nè, Ly dành một phút giới thiệu về cây giống nha. Cái cây giống trước màn hình quý bà con chúng ta là hàng ghép chưa cành của bên trung tâm cây giống nhân giống đây ha. Đó, đây là cái lá ha. Hàng này là hàng mít tố nữ hương vị sầu riêng xuất xứ từ Đài Loan nha bà con. Cây giúp chui cành giống như thế này quý bà con chúng ta trồng thêm 18 đến 24 tháng nữa thì tùy theo công của chúng ta chăm sóc. Nếu như anh chị là chúng ta chăm sóc tốt có thể là 15 tháng thì cây nó sẽ bắt đầu ra trái rồi. Thì cái trái nó sẽ to giống như thế này. Giờ Ly sẽ cân nặng cho quý bà con chúng ta cùng xem trọng lượng của trái nó nặng như thế nào nha bà con. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy cái trái nè. Cái trái này. Hai gang tay, tức là nó dài 40 cm. Đây. 2 kg 9 nha. Một trái 2 kg 9 nha bà con. Hồi nãy Ly có test trái này rồi là 3 ký 4, nhưng mà Ly có tách vỏ ra rồi, cũng giống như là Ly có ăn thử rồi, thì giờ Ly sẽ cân lại cho quý bà con chúng ta cùng xem nè. Nhiều. Còn nhiều. Còn 2 ký 6. 2 ký 7. Đó, còn 2 ký 7 nha bà con. 2 ký 7 mà Ly lột hết là gần 70% vỏ ở trên cái trái rồi, mà nó cả hao có nhiêu. À, hồi nãy 3 ký 4 còn 2 ký 7 là hao 700 g. Nhưng mà Ly lột hết cái này ra nữa thì cho nửa ký nữa đi là 1 ký 2. Một trái mít như thế này nè. Đó, mua 3 ký 4 mà về lột ra là còn hao 1 ký 2, 3 ký 4 là còn 2 ký lô 2 nha bà con. Đó, mình ăn được là 2 ký lô 2 luôn á. Trừ cái cùi ra là mình còn khoảng chừng 2 ký 2 trừ cái cùi ra nửa ký thì là còn khoảng ký 7 ký 8 muối. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy chất lượng của trái không, xứng đáng đồng tiền ha. Mình bỏ tiền ra mình mua thì mình cần cái chất lượng ha bà con. Nhằm khi mít tố nữ xưa nha, Ly không phải là Ly dìm hàng mít tố nữ xưa, nhưng mà thật sự mít tố nữ xưa ha, có trái mình mua về là bên trong ruột nó có 1 muối hoặc là 2 muối luôn á. Quý bà con chúng ta có thể là từng ăn qua thì mình có thể là cảm nhận được nha. Nhằm khi có trái mà Ly ăn thì Ly thấy có trái thì nó cũng nhiều. Nhiều là đối với cái cây mà mình trồng lâu năm. Còn những cái cây mà tơ mình mới trồng, nhằm khi có trái Ly test ra là nhằm khi có 2-3 muối luôn á. Nhằm khi có trái 1 muối cũng không chừng á. Cái này là muối nèo ở trên cái cây luôn nè. Đó, cái vỏ Ly mới vừa lột nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Cái sơ nó rất là ít nha. Đó, loại mít gốc cùi mà mình lột tới đâu thì cái muối nó dính ở trên cái cùi như thế. Nên mình trồng cái mít tố nữ hương vị sầu riêng này, năng suất nó cao này, muối nó nhiều này ha. Người ta không có bị lầm nên nhằm khi cô chú anh chị có thể là bỏ tiền ra người ta mua về mình ăn ha. Đây, rồi mình trồng thêm khoảng chừng 3 năm nha. Cái cây giống mà mình trồng 3 năm mình mới bắt đầu kinh doanh được nhiều, sản lượng nhiều trên cái cây mít tố nữ hương vị sầu riêng. Mít tố nữ sầu riêng thì một năm chỉ được có một vụ trái thôi, nó sẽ ra trái tự nhiên, mình không cần xử lý làm trái nha. Nhưng mà trái trung bình của mít tố nữ hương vị sầu riêng này á thì nó tầm khoảng 1,5 kg nha bà con, tại Ly lựa trái to á. Nhưng khi quay lựa trái to cho quý bà con chúng ta cùng xem cái chất lượng bên trong nó như thế nào thôi. Có thể là một vụ gối đầu tiên mình có thể là để từ 50 trái, còn vụ thứ hai mình có thể là tăng dần lên là 100 trái, rồi từ năm thứ ba đến cái năm thứ năm là mình để vài trăm trái trên một cây. Mà trọng lượng của trái thì từ 1,5 kg, mà mình tính trái nhỏ nhất thôi 1,5 kg, mà mình nhân lên là 300 trái đi. 300 trái nha bà con, là một vụ thu như vậy thì cũng rất là nhiều ký, mà mình nhân lên là tầm khoảng là từ 30 đến 50 ngàn trên 1 kg giá thu tại vườn thôi. Thì cô chú anh chị kinh doanh được cũng rất là nhiều tiền trên một cây mít tố nữ hương vị sầu riêng. Nhưng mà mình trồng kinh tế thì mình trồng làm khoảng là từ 50 cây thậm chí 100 cây, có những cái vườn mà trồng khoảng vài trăm cây. Đó, mình nhân lên bán một lần thì cũng rất là nhiều ha. Cho cô chú anh chị là chúng ta muốn trồng về cái cây giống mít tố nữ hương vị sầu riêng giống mới mà tại trung tâm cây giống chia sẻ nha. Còn đây là lô cây giống nè, bên Ly đang nuôi dưỡng lại, tuột đọt đang phát triển rất là tốt. Hàng này là hàng cứng rồi nha, mình có thể là xuất đi xa được nha. Cô chú anh chị là chúng ta quan tâm muốn trồng mít tố nữ hương vị sầu riêng thì mình có thể là đến trung tâm cây giống, hoặc là gọi vào 2 số hotline hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và tốt hơn nha. Rồi, ngày hôm nay Ly chia sẻ về năng suất cũng giống như là trọng lượng của trái mít tố nữ hương vị sầu riêng. Cô chú anh chị là chúng ta quan tâm gọi vào 2 số điện thoại hiện trên màn hình nha. Rồi, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.